Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, kính thưa các thầy ở trong đan viện, đặc biệt các sơ và các cha ở trong vùng lân cận mà lần đầu tiên con ra Bắc và được có cơ hội để tiếp xúc với các cha, các sơ cũng như các thầy ở đây. Kính thưa Đức Tổng thân mến, trước khi con chia sẻ lời Chúa, ít nhất cho con nói lên cảm nghiệm hôm qua với hôm nay con đến với đan viện này. Thanh bình quá, đẹp quá. Con không biết rồi cha bề trên cho con ở lại hay không. Nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp và con nghĩ đúng là một nơi để chúng ta có thể cầu nguyện, có nhiều cơ hội để kết hợp với Chúa một cách con tạm gọi là dễ dàng hơn. Như Đức Tổng Chủ Tế đã giới thiệu ngay đầu thánh lễ hôm nay, Giáo hội Hoàng Vũ mừng kính lễ Thánh Phêrô và Phaolô là cột trụ của Giáo hội Công giáo chúng ta. Hai ngài đã đổ máu ở Roma và biến Roma trở thành trung tâm của Giáo hội. Gương sống và cái chết của các ngài trở thành một nguồn động viên, an ủi, khích lệ cho những Kitô hữu trong thời gian đầu tiên đang bị bắt bớ. Ngày lễ hôm nay nói lên nhiệt tình của Phêrô và sự khôn ngoan của Thánh Phaolô, cộng với ơn Chúa Thánh Thần, trở nên nền tảng đức tin của Giáo hội như chúng ta nghe trong lời nguyện mở đầu. Và quả thật như Tertullian đã nói, máu tử đạo, xin người có đạo. Và vì thế hôm nay, trong ý lễ, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng, cho các giám mục, những người kế vị các tông đồ, đặc biệt là cho các tổng giám mục sẽ nhận pallium dây tổng giám mục hôm nay ở bên Roma. Cầu cho sự hiệp nhất để tất cả người Công giáo của chúng ta cùng khẳng định một niềm tin mà chúng ta vẫn tuyên xưng, một giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền. Nhưng hôm nay, thưa Đức Tổng thân mến, cũng là một ngày đặc biệt mà 25 năm trước, Đức Tổng đã được Thiên Chúa chọn vào một vị trí đặc biệt để làm một công tác mà Ngài đã chuẩn bị cho Đức Tổng từ xưa. Bản thân con thì biết Đức Tổng từ xa mà thôi, bởi vì con không ở gần bên này. Nhưng trong thời gian con làm việc với Đức Tổng để giúp cho các linh mục Việt Nam hưu dưỡng qua sự giới thiệu của bà Cố Toan, rồi cách đây 2 năm, khi con mừng 25 năm linh mục, con về Việt Nam, Đức Tổng cũng đã ra Huế để cùng mừng 25 năm linh mục của con. Và vì thế, con biết hỏi thăm một số các đan sĩ ở trong đan viện. Họ kể cho con nghe rằng Đức Tổng không muốn tổ chức, nhưng đây là công việc của đan viện tổ chức cho Đức Tổng trong ngày hôm nay. Nhưng con nghĩ rằng việc tổ chức 25 năm mừng ngân khánh giám mục của Đức Tổng không phải bởi vì mình có dịp để khoe khoang cho bằng, đây là một việc làm tạ ơn Thiên Chúa, nói lên chúng ta có dịp để tỏ tình thương liên kết với những người đã sống, đã làm việc, và cũng là một hình thức để hướng dẫn cho những người khác nhìn thấy ơn Thiên Chúa ở trong đời mỗi người chúng ta. Con biết việc chúng con tổ chức hôm nay để mừng 25 năm ngân khánh không phải vì Đức Tổng, vì danh vọng, hay nói theo kiểu Việt Nam là chúng con không muốn mặc áo thụng để mà vái nhau. Nhưng con nghĩ nhìn lại 25 năm để tri ân Thiên Chúa và tha nhân, và để lắng nghe lời của Thánh Phaolô ở trong thư gửi tín hữu Thessalonica, thư thứ nhất chương 5, ngài nói: hãy tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi, và hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đó là điều Chúa muốn. 25 năm thì không dài so với lịch sử của giáo hội, nhưng ở trong đời người, với Đức Tổng hơn 30 năm làm linh mục, thì việc cống hiến những gì sung mãn nhất, những gì đáng làm nhất, đáng ghi nhớ nhất, thì cũng là giây phút để cho chúng con, những người có dịp ngồi bên cạnh Đức Tổng và nghe những lời chúc mừng của Đức Giáo Hoàng Francisco cho đến Thánh Bộ Truyền Bá Phúc Âm,
qua những hảo ý và mỹ từ của những người gửi đến, chúng con cũng cảm thấy vinh dự, vì như Đức Giáo Hoàng, Ngài không chỉ chúc lành cho Đức Tổng, Ngài còn chúc lành cho những người thân quen, tức là chúng con đến đây với Đức Tổng hôm nay. Sách giảng viên ở trong chương 3 có viết: ở dưới bầu trời, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Có thời để làm, có thời để nghỉ. Thì cũng vậy, có những thời mà Đức Tổng đã làm, thì bây giờ có thời để nhìn lại và tạ ơn. Hơn nữa, con tin rằng việc nhìn lại quá khứ để tạ ơn là một điều cần thiết, bởi vì chính quá khứ đã hình thành nên hiện tại. Và hơn thế nữa, học được câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus, khi hai ông đi cùng với Đức Giêsu từ sáng đến chiều đối thoại với Ngài, nhưng hai ông không biết Ngài là ai. Cho đến khi bước vào bàn ăn, Đức Giêsu bắt đầu bẻ bánh và hai ông đã nhận ra Ngài nhờ một nghi thức vô cùng quen thuộc, là cách thức Đức Giêsu bẻ bánh với các ông hàng ngày. Nói cách khác, cũng chính vì những quá khứ quen thuộc ở trong những bữa ăn với Đức Giêsu mà hai môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu sống lại. Hôm nay, cùng với Đức Tổng, chúng con có cơ hội để nhìn lại 25 năm của Đức Tổng, không phải để hối tiếc hay là bi quan, mà để ngưỡng mộ việc Thiên Chúa có thể vẽ một đường thẳng bằng những nét cong, lời nói của Thánh Teresa Avila. Hay chúng con có thể nhìn lại để thấy được lời của Thánh Vịnh 118 áp dụng trong đời không chỉ của Đức Tổng mà của những người chúng con quen thuộc. Viên đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Thật sự, đọc lại lịch sử của giáo hội và nhất là của các tông đồ, chúng con hiểu rằng có những điều mà các môn đệ chỉ có thể hiểu được sau khi Đức Giêsu đã sống lại. Hay nói đúng hơn nữa, về mặt thần học thì Thiên Chúa không chỉ mặc khải với thời gian mà Ngài còn mặc khải mọi sự trong thời gian. Và vì thế 25 năm sau có những điều làm sáng tỏ mà trong thời điểm đó, trong giây phút đó, như các môn đệ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa khi Đức Giêsu nói: hãy phá hủy đền thờ này đi và trong 3 ngày ta xây lại được. Thời gian là một yếu tố mà chính Thiên Chúa mặc khải những điều mà như thần học dạy cho chúng ta. Thiên Chúa mặc khải trong thời gian. Con muốn chia sẻ lời Chúa hôm nay với một con mắt đức tin. Và vì con không làm việc nhiều với Đức Tổng, và con biết Đức Tổng cũng không căn dặn con một điều gì khi Đức Tổng cho phép con được chia sẻ lời Chúa trong ngày hôm nay, đối với con nghĩ đó là một sự liều lẫn. Và con chỉ chia sẻ với tính cách chủ quan, tất cả là hồng ân. Nhưng con muốn nói đến những hồng ân này đừng hiểu nghĩa một cách đơn sơ theo lối hồng ân là phúc mà những người đời vẫn hiểu, hay hồng ân đồng nghĩa với may mắn mà thế gian vẫn thường quen thuộc nói lên. Ở đây con muốn nói đến tất cả là hồng ân, nhưng đến từ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa của chúng ta chính là đấng đảo ngược suy nghĩ của con người. Ngài dùng những người yếu để chế ngự những người mạnh. Ngài dùng sự ngu dại để thách thức sự khôn ngoan. Mà trong thư thứ nhất của gửi cho Corinto, Thánh Phaolô cũng đã phải than lên: người khôn ngoan ở đâu, người học thức ở đâu? Con muốn chia sẻ bài đọc hôm nay trong dịp 25 năm giám mục của Đức Tổng cũng với một cái nhìn hồng ân Thiên Chúa, theo với một lối hiểu đảo ngược những gì mà chúng ta vẫn thường hiểu. Vì Thiên Chúa của chúng ta là người làm những việc ngược lại. Chính Thiên Chúa hạ bệ những người quyền thế, Ngài nâng cao những kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo thì cho ăn đầy đủ, người giàu có thì về tay trắng. 25 năm trước, Đức Tổng chịu chức giám mục ở trong dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Và con tin chắc rằng cũng với bài đọc hôm nay,
Những bài đọc này gửi lên cho Đức Tổng một dấu chỉ của ơn chết vì đạo. Nếu không bị chém đầu như Phao-lô hay bị đóng đinh ngược như Phê-rô mà chúng ta vẫn thường hiểu, thì chắc chắn một điều, ngay khi được nhận chức giám mục, trong tinh thần của hai vị thánh Phê-rô và Phao-lô còn biết chắc chắn Đức Giám Mục cũng hiểu được những áp lực từ những ganh ghét, hiểu lầm, vu oan, cáo vạ sẽ đến ở trong tương lai. Nhưng con tin Đức Tổng hiểu hơn ai hết, hiểu hơn ai hết những lời Chúa Giê-xu căn dặn với Đức Tổng: tớ không hơn chủ được. Nếu họ đã giết các ngôn sứ và đã bắt hại thầy, thì họ cũng sẽ tìm cách bắt bớ các con. Hơn nữa, cũng trong dịp này, Đức Tổng chọn một khẩu hiệu Miserere super turbam, chạnh lòng thương đám đông, mà ở trên bàn thờ người đã cắm hoa quá sức đẹp 25 năm, và dưới là khẩu hiệu của Đức Tổng: chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương khi Đức Tổng mang tâm tình của Đức Giê-xu, nhìn thấy đám đông đến với Ngài trời về chiều mà không có gì ăn. Và chính Đức Giê-xu nói với các môn đệ, và con tin chắc đây là lời Chúa Giê-xu nói với Đức Tổng: các con hãy cho họ ăn. Hay còn có thể sửa lại một chút lời Đức Giê-xu nói với Đức Tổng: con Giu-se Ngô Quang Kiệt, hãy cho họ ăn. Nhận trách nhiệm của giáo phận Cao Bằng và Lạng Sơn, theo như con tìm hiểu, là một giáo phận rất nghèo, không chỉ về tiền bạc mà về nhân sự. Một giáo phận gồm 1.7 triệu người mà chỉ có 5.000 người công giáo. Và nếu con không lầm, thì thời gian Đức Tổng về giáo phận, nhìn đâu chỉ có một linh mục, một nữ tu mà cũng đã trên 90 tuổi. Cũng chỉ vì chạnh lòng thương mà Đức Tổng đã phải khổ suốt đời. Bởi vì nếu thật sự mình yêu, thì mình tìm hạnh phúc ở trong những người mình yêu. Hơn nữa, người ta vẫn thường nói, cái ngu nhất là mình gửi tim cho người khác mà không thể nào lấy lại được. Chính Đức Tổng đã vì yêu mà tìm thấy hạnh phúc trong những người mình yêu. Và chính Đức Tổng cũng trở nên ngu dại như lời của Thánh Phao-lô khi gửi trái tim mình cho Cao Bằng, Lạng Sơn và sau này cho Hà Nội mà Đức Tổng không lấy lại được, bởi vì yêu. Cũng như Thánh Phê-rô, khi Chúa Giê-xu hỏi Ngài 3 lần: con có yêu Thầy không? Và sau khi ông Phê-rô trả lời: Thầy biết con yêu mến Thầy, Chúa Giê-xu đã trao cho Phê-rô trách nhiệm đứng đầu giáo hội. Nhưng đồng thời, Chúa Giê-xu cũng cảnh báo Phê-rô ngay: khi về già, người ta sẽ thắt lưng con chỉ có giang tay ra đứng đó. Họ thắt lưng và dắt con đi vào nơi con không muốn. Và bài đọc Công vụ Tông đồ hôm nay cũng nhắc đến một lần nữa hình ảnh của Phê-rô. Và khi ông ở trong ngục, thì có thiên sứ đến nói với ông: dậy mau đi, thắt lưng xỏ dép vào. Và chính thiên sứ lại một lần nữa dắt ông đi vào nơi mà ông không biết. Hả chẳng phải đây chính là lời mà Đức Tổng cũng đã nằm xuống từ ngày chịu chức linh mục cho đến một lần nữa nhận chức giám mục: con xin đến để thi hành thánh yếu Chúa. Hả chẳng phải là lúc mà Đức Tổng lại một lần nữa nhìn lại: đừng theo ý con nhưng xin vâng ý cha. Cũng thế, bài đọc hôm nay 25 năm trước không thay đổi. Khi trong thư của Thánh Phao-lô gửi cho Timôthê, Ngài nói: đã đến lúc ta sắp đổ máu, đã đến giờ mà ta sắp ra đi, nhưng ta đã chiến đấu một cuộc chiến vững vàng, một cuộc chiến cao đẹp, ta đã chạy hết đoạn đường cần chạy. Nhưng chính trong những giây phút mà Thánh Phao-lô tâm sự với Timôthê và nói lên những gì Ngài cần căn dặn để Timôthê và những người khác kế tục sự nghiệp, trở thành những người lãnh đạo giáo hội, thì lời tâm sự của Phao-lô trở nên đau buồn. Ngài viết: giờ đây mọi người bỏ mặc tôi. Giờ đây mọi người bỏ mặc tôi ngay trong giây phút tôi cần nhất. Nhưng Thánh Phao-lô viết:
nhưng bên cạnh có Đức Giêsu Kitô. Và vì thế, chính trong giây phút Thánh Phaolô cảm nghiệm sự cô đơn và đau đớn, thì Ngài coi đây như là một phần của công việc mục vụ. Và vì thế, Ngài viết trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô: "Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa cho anh chị em." Kính thưa Đức Tổng, người dân gian thì người ta hay nói đây là cái điểm. Đối với những Phật tử thì người ta hay nói là có duyên. Nhưng con nghĩ đối với người Công giáo thì chúng ta dùng một từ ngữ là có sự quan phòng của Thiên Chúa khi Đức Tổng nhận chức linh mục và lấy khẩu hiệu chạnh lòng thương. Chính vì chạnh lòng thương đã trở nên nguyên nhân dày vò Đức Tổng. Bởi vì ngày Đức Tổng rời Hà Nội, theo như con đọc được trên báo chí, bởi vì thời đó con cũng chưa có dịp làm việc với Đức Tổng, Đức Tổng nói vì vấn đề sức khỏe cho nên không ở lại để phục vụ được. Nhưng con biết, chính vì lời khẩu hiệu mà Đức Tổng đã chọn chạnh lòng thương đã làm cho Đức Tổng bỏ thì thương, vương thì tội, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đây chính là điều mà Đức Tổng đã hứa và đã trả lời với Chúa Giêsu khi Ngài hỏi con có yêu mến Thầy không. Nhưng điều mà con cảm thấy viên mãn nhất ở trong đời sống phục vụ của những người như Đức Tổng, đó là ở trong tình yêu, người ta nói không phải lúc nào người ta cũng nắm tay nhau mãi mãi, nhưng điều quan trọng là sau những biến loạn, thử thách và sóng gió, họ vẫn quay lại để nắm tay nhau. Thưa Đức Tổng, con tin đó là điều mà Đức Tổng đang chứng kiến trước mặt Đức Tổng trong giây phút này, trong thánh lễ này. Đức Tổng đang cảm nghiệm được sự hiện diện của những người mà họ quay lại để nắm tay Đức Tổng. Con cũng muốn dùng một đoạn ở trong bài đọc phúc âm hôm nay, khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ người ta gọi Thầy là ai, và cuối cùng Ngài thách thức các môn đệ: còn chính các con gọi Thầy là ai? Phêrô đại diện cho tất cả trả lời: Thầy là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và vì lời nói đó, Đức Giêsu coi như đây là một khám phá chấn động, bởi vì không thể nào ai biết được Ngài là con Thiên Chúa hằng sống. Ngài trả lời với Phêrô: không phải vì xác thịt, không phải vì máu huyết mà con biết được mầu nhiệm này, nhưng là do Cha ta trên trời mặc khải cho con. Vì thế, Kephas, con là đá, trên đá này ta xây hội thánh của ta. Đức Tổng thân mến, ở trong thần học mà chúng con vẫn được học, khi Chúa Giêsu nói với Phêrô: con là đá và trên đá này ta xây hội thánh. Từ ngữ có hai ý nghĩa: thứ nhất là con người của Phêrô, nhưng một ý nghĩa sâu xa hơn đó chính là đức tin vững chắc như đá của Phêrô, bởi vì chính ông là một người có đức tin vững chắc vào Đức Giêsu Kitô, và trên đức tin kiên vững đó, thưa Đức Tổng, trên đức tin kiên vững, vững như bằng thạch, vững như đá, con là đá, và vì đức tin này Thiên Chúa đã chọn Đức Tổng, không phải ở tài lãnh đạo hiểu một cách đơn sơ, giống như giáo dân vẫn thường nghĩ rằng các giám mục thì coi sóc một giáo phận, hay là Đức Giáo Hoàng thì phải ở Roma coi sóc giáo hội hoàng vũ. Mà ở đây Thiên Chúa chọn Đức Tổng bởi vì một đức tin vững mạnh, và trên đức tin vững mạnh đó Ngài xây dựng hội thánh. Con là đá, đức tin của con là đá, và trên đức tin đá này ta xây hội thánh của ta. Từ 2010, Đức Tổng về Nho Quang một cách âm thầm, nhưng với một đức tin vững chắc, Đức Tổng đã làm bao nhiêu việc. Và chỉ cần ở với các anh em ở trong đan viện một ngày, con đi thăm vườn Fatima, rồi các anh em kể chuyện cho con những gì đang được xây dựng trong thời gian gần đây,
Rồi cha bề trên cũng kể cho con, ngày trở về gần như không còn gì nữa. Cho nên không nói ra, con biết chắc một điều, tất cả các đăng sĩ đều biết rằng sự hiện diện của Đức Tổng từ ngày trở về Nho Quang đã phục hồi lại Châu Sơn mà đã 3, 4, 50, 60 năm trước rất hùng mạnh, thì có một thời gian gần như tiêu tan. Nhưng hôm nay với ơn Chúa, với sự hiện diện và gương sống khiêm nhường của Đức Tổng mà Châu Sơn trở thành gần như nhà mẹ của các cha ở trong đan viện này, của cả một ngành Sito. Bởi vì cha bề trên nói với con hỏi cái nhà ở Quảng Trị, tức là cái nhà đầu tiên mà con đọc sách Đức Tổng viết, mà con cũng đã đọc, tức là viện phụ Abraham Thuận đó, thì con nghe nói là cái nhà ở Quảng Trị hình như không còn gì nữa, vì thế nhà này trở thành nhà chính. Ý con muốn nói, việc Đức Tổng trở về đây đóng một vai trò quan trọng phục hồi lại điều mà có thể, nếu chúng ta không có con mắt đức tin, thì chúng ta có thể biết rằng có thể nó sẽ bị mất. Đọc lại lịch sử, con đã có dịp dạy cho các thầy, nhất là trong 400 năm đầu tiên của giáo hội, Thiên Chúa đã kêu gọi các vị giám mục, mà những vị giám mục này họ không có ngai tòa, và chưa nói họ còn bị trục xuất ra khỏi giáo Phật. Athanasius, một trong những người chống lại lạc giáo đầu tiên, nhất là lạc giáo Arius ở thời kỳ thế kỷ thứ tư, và cũng chính vì Ngài muốn thanh lọc giáo hội và bảo vệ tín lý của giáo hội, chính Ngài là người mà nếu hôm nay còn sống, Ngài cũng sẽ đến tu viện ở Nho Quang này. Bởi vì Athanasius là một người tự nguyện sống khổ tu, và chính Ngài đã viết về cuộc đời của Thánh Anthony, mà chúng ta vẫn thường gọi là Thánh Anthony Ai Cập khổ tu. Ngài bị lưu đày, Ngài bị trục xuất ra khỏi Alexandria của Ai Cập, nhưng những lời của Ngài viết, những đời sống khổ tu của Ngài đã trở thành gương sống, và sau cùng chính các vị ở bên vùng Trung Đông ảnh hưởng bởi cuộc sống đạo đức và những lời Ngài viết, các Ngài đã đến ở công đồng Epheso năm 431 và kết thúc ở công đồng Chalcedon năm 451, đánh bại lạc giáo của Arius. Nói cách khác, giám mục Athanasius không có ở trong giáo phận Alexandria, nhưng Ngài đã hướng dẫn giáo hội từ xa qua đời sống và những gì Ngài viết. Và giáo hội chúng ta ngày nay có được Kinh Tin Kính vẫn đọc hàng tuần là do công ơn của Ngài. 50 năm sau, Thánh Gioan Kim Khẩu, vào đầu thế kỷ thứ 5, một lần nữa Ngài là người bảo vệ sự trong trắng của giáo hội, và nhất là Ngài không chịu khuất phục quyền bính của thế gian ở Byzantine. Lúc đó Thánh Gioan Kim Khẩu đang là tổng giám mục của tổng giáo phận Constantinople. Nhưng bởi vì ép áp lực của thế quyền mà Ngài không muốn thế quyền trở thành những thành phần tồi tệ băng hoại giáo hội, cho nên chính tổng giám mục Gioan Kim Khẩu, Ngài đã viết những bài viết, nói những bài giảng, và cuối cùng nhà vua của Byzantine, đế quốc Byzantine, trục xuất Ngài ra khỏi xa Alexandria, và Ngài chết ở ngoài giáo phận của Ngài. Tuy nhiên 1700 năm sau, con muốn nói ngày hôm nay của chúng ta, những bài giảng của Ngài, những bài viết của Ngài trở thành một cơ sở, nền tảng vững chắc để cho chúng ta bảo vệ đức tin công giáo. Ý con muốn nói, cha Thánh Gioan Kim Khẩu là một tổng giám mục bị trục xuất ra khỏi giáo phận, nhưng ảnh hưởng của Ngài đã thay đổi giáo hội, và vì thế Đức Leo thứ nhất, Ngài đã tôn phong Thánh Gioan Kim Khẩu ngay sau khi Đức Giáo Gioan Kim Khẩu qua đời, chỉ mới hơn 20 năm. Thưa Đức Tổng, con không muốn nói tới những điểm tương đồng, nhưng con nhìn thấy được ân sủng của Thiên Chúa ở trong các thánh giáo phụ mà con mới vừa trình bày. Vì thế
Con muốn nhìn lại đời sống của Đức Tổng, con muốn nhìn lại đời sống của những người ở trong giáo hội để thấy rằng ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng thì người cười, ở hẹp thì người chê. Cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn. Béo chê béo trục béo tròn, gầy thì xê xương sống xương sườn phơi ra. Hiểu lầm là một phần của công việc mục vụ. Thánh Phaolô nhiệt tình đã bị ngay chính anh em là những người ở trong nhóm tông đồ của mình không chỉ e dè kỳ thị mà họ cẩn trọng, bởi vì họ nghĩ rằng chính Phaolô là người đã tìm giết các Kitô hữu. Khi Thánh Phaolô đến rao giảng ở vùng Galata thì dân chúng ở Galata đã xua đuổi Ngài đến độ Ngài bực mình và Ngài nói với họ rằng: nếu thiên thần từ trên trời xuống mà rao giảng cho anh em một sứ điệp khác với những gì tôi đang rao giảng thì anathema, thì xin Thiên Chúa trừng phạt các thiên thần, mà hãy tin vào tôi. Chính Thánh Phaolô cũng đã bị những anh em đồng hình đồng dạng là những tông đồ e dè và kỳ thị, rồi cũng bị các Kitô hữu xua đuổi Ngài. Nhưng Ngài luôn luôn nói: tôi sống, nhưng Đức Kitô bây giờ đang sống trong tôi. Câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài đọc trong sách Công vụ Tông đồ hôm nay kể về việc ông Phêrô bị bắt, và ngay sau câu chuyện này là ông Phaolô bị bắt. Rồi khi đưa về Caesarea Philippi thì chính Phaolô là người đứng lên trình bày bằng tiếng Hebrew, bằng tiếng Do Thái cho những người đồng hương. Và ở đó Thánh Phaolô đã được những người Do Thái thông cảm hơn là những Kitô hữu. Nói cách khác, Thánh Phaolô cũng là một nạn nhân của những người bị hiểu lầm. Rồi nói đến Phêrô, Phêrô là một người bị hiểu lầm và còn hiểu lầm kéo dài cho đến ngày nay. 2000 năm sau khi Thánh Phêrô mất, liệu chúng ta đã hiểu được những gì Ngài làm? Liệu chúng ta có hiểu được cái chết của Ngài không? Con biết ở đây một số rất đông đã có dịp đi qua Ý, đi qua Tòa Thánh Roma. Nếu những ai có dịp bước vào Tòa Thánh Roma thì ngay phía trước, tức là quảng trường Thánh Phêrô, chúng ta sẽ thấy có một cột, tiếng Mỹ gọi là obelisk. Con không biết tiếng Việt dịch là cái gì. Cái đài, cái cột mà để mình, bây giờ mà mấy cái đài mà họ hay ghi ơn, ghi công của những người mà qua đời đó, gọi là cái đài tưởng niệm gì đó, con không biết. Nhưng mà cái cột obelisk mà chúng ta thấy đặt ngay giữa trung tâm đền thờ của Thánh Phêrô, cột này được hình thành 3000 năm trước công nguyên bởi những người Ai Cập. Và họ làm bằng những cái dấu nhọn, biểu tượng của một cái đồng khi họ đi ra chiến trận. Và họ dùng đồng để đâm chết quân thù. Nhưng là những người Ai Cập, họ tin vào sự chết và sự sống đời sau. Cho nên khi một người thân của họ qua đời thì họ dùng chiếc đồng đó, họ cắm bên cạnh xác của một người bạn mình, để sau khi cuộc chiến chấm dứt họ sẽ trở về để an táng người bạn mình. Và chiếc đồng đó cắm bên cạnh một người chết như là một biểu tượng để gọi là giao thoa giữa trời với đất. Và với biểu tượng đó, ngày nay trên toàn thế giới, bất cứ quốc gia nào làm một biểu tượng để nhớ công ơn của những người đã chết, người ta đều làm một biểu tượng nhọn. Và Việt Nam cũng như qua Mỹ, Pháp, tất cả. Điều mà chúng ta không hiểu là tại sao ở trong một đất nước có đức tin, con muốn nói tới Vatican, con muốn nói tới quảng trường Roma, mà chúng ta lại có biểu tượng của một cái cột obelisk, là một cột của những người hoàn toàn vô thần, mà chúng ta đặt ngay tại trung tâm của giáo hội công giáo. Thưa, bởi vì cứ theo sách sử viết lại, Josephus Flavius, một trong những sử gia, ghi lại khi Phêrô bị giết chết, ông không nói là bị đóng đinh ngược hay không, ông chỉ nói rằng khi Phêrô bị giết chết thì ông đã bị giết chết bên cạnh cái cột obelisk này.
Mà thời kỳ đó đền thờ Thánh Vero chưa xây, cho nên cái cột obelisk này, những ai mà đi Roma thì biết, bây giờ nó ở vòng đằng sau cái phía những cái quán kem á, anh đã học đây tôi biết. Bên đó bây giờ nó có một cái gelato bán kem rất là ngon. Ngày xưa đó là nơi mà vua dùng để đua ngựa, thì cái cột obelisk đó nó nằm đằng sau, và đó chính là nơi giết ông Phêrô. Josephus Flavius viết ở trong Quân Lịch Sử rất ngắn gọn, ông Phêrô, người mà những Kitô hữu tôn vinh, đã bị giết ở bên cạnh cái cột này. Và vì thế khi giáo hội xây đền thờ Thánh Phêrô, và nhất là thời kỳ Michelangelo bắt đầu bước vào để thay đổi kiến trúc, thì chính ông đã đề nghị Đức Giáo Hoàng hãy đem cái cột từ đằng sau đưa ra phía trước, đặt ngay ở trung tâm của giáo hội, bởi vì đây là nhân chứng duy nhất và cuối cùng chứng kiến cái chết của vị Thánh Phêrô, giáo hoàng đầu tiên của chúng ta. Và cho đến ngày nay, cột đó đứng sừng sững như là một biểu tượng vô thần, nhưng thật sự là một nhân chứng duy nhất và cuối cùng cho Phêrô, mà nhiều khi ông ta cũng chưa được người khác hiểu. Con nói vậy để thấy có những chuyện mà chúng ta giải thích thì người khác cho là ngụy biện, mà im lặng thì họ cho là đồng ý. Vì thế với thời gian, con tin rằng những người chân chính thì họ không có hiểu lầm, còn những người đã cố tình hiểu lầm thì không xứng đáng để cho chúng ta giải thích. Chịu đựng vì sự hiểu lầm là một phần của bài học Kitô giáo, bởi vì chính Đức Giêsu Kitô cũng vì hiểu lầm mà Ngài bị giết chết. Nhưng con thích lời nói của triết gia George Sean. Ông ta nói rằng đời sống của chúng ta làm việc đầy những sai lầm thì nó vẫn đáng để tôn vinh và kính trọng hơn là một đời sống không làm gì. Nói đến đây con nhớ lại lời của Nguyễn Du khi ông ta kết thúc ở trong truyện Kiều. Ông không biết rồi đây còn ai nghĩ tới, hiểu đến câu chuyện, thông cảm với nỗi đau của nàng Kiều. Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Rồi đây 300 năm sau nữa, thiên hạ còn ai khóc tố như không? Liệu chừng họ còn hiểu, và họ hiểu một cách chính đáng về con người của Kiều không? Thưa Đức Tổng, từ đây mỗi buổi chiều Đức Tổng sẽ ca bài ca Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, bởi vì Đấng đã đói thương phận hèn, Đấng đã làm cho Đức Tổng bao điều cao cả, bởi vì danh Ngài chỉ thánh chỉ tồn. Con biết với nhân đức khiêm nhường, Đức Tổng không cho phép chúng con, tất cả những người đang có mặt, hoặc là khoe khoang hoặc là kể công, mà con biết Đức Tổng chỉ một hình thức nào đó nhận mình chỉ là một đầy tớ vô dụng sau khi đã làm những gì cần phải làm. Tuy nhiên, là một người biết Đức Tổng mặc dầu gần gũi, nhưng con được xin phép, con xin phép thay mặt cho nhiều người có mặt cũng như vắng mặt. Con xin phép thay mặt cho những người Việt Nam và ngay cả đất nước Việt Nam, con xin nói con không nói ngoa. Con nhắc lại, con không nói ngoa. Con xin phép được thay mặt những người có mặt cũng như vắng mặt, cả những con người Công giáo Việt Nam, cả những người của đất nước Việt Nam, để chỉ nói lên được hai tiếng: cảm ơn Đức Tổng. Chúng con cảm ơn vì những gì Đức Tổng đã làm. Chúng con cảm ơn vì một đức tin vững mạnh, vì một sự vâng phục hoàn toàn. Chúng con cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, xin Thánh Giuse, xin các thánh tử vị đạo Việt Nam, xin Thánh Bernard tổ phụ của Sito cũng như các thánh của dòng Sito, xin các ngài gìn giữ hướng dẫn Đức Tổng. Con nói con thì không tin vào số mệnh, nhưng con nghĩ rằng đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Ý của con muốn nói, bởi vì Đức Tổng đã chọn khẩu hiệu chạnh lòng thương, thì đây chính là nguồn hạnh phúc và cũng là nguyên nhân gây đau khổ cho Đức Tổng.
được chọn làm giám mục trong ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Còn tin, Đức Tổng lặp lại lời của Thánh Phaolô: tôi sống mà không phải là tôi, mà Đức Kitô sống trong tôi. Và vì thế, vâng phục trở thành ơn gọi, chấp nhận chính là sứ vụ. Và cũng như Thánh Phêrô, hôm nay một lần nữa ở trong bài đọc được nhắc lại điều mà Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: khi ông về già, có người sẽ thắt lưng cho ông và nói: đứng dậy mau đi, thắt lưng xỏ dép vào. Thưa Đức Tổng, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh của Thiên Sứ nói với Thánh Phêrô trong bài sách Công vụ Tông đồ hôm nay. Con tin đây là mệnh lệnh để Đức Tổng chu toàn ơn gọi của Đức Tổng mọi nơi, mọi lúc, đúng với ơn gọi mà 25 năm qua Đức Tổng đã hiến mình, để khi Thiên Sứ đến, để khi giáo hội đến, để khi cộng đoàn dân Chúa cần đến, và để khi giáo hội, Thiên Sứ, cộng đoàn dân Chúa lên tiếng nói với Đức Tổng: đứng dậy mau lên, thắt lưng, xỏ dép vào, để chúng con dắt Đức Tổng đi nơi mà Đức Tổng không biết. Nhưng Đức Tổng sống với một niềm tin vào ơn gọi, chỉ biết đáp lời: lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Amen.